Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ok, thì hôm nay chúng ta đến với một cái map, đó chính là tìm nút nha các bạn. Tìm nút phiên bản Giáng sinh nha các bạn. Thì mình sẽ giải trí bằng cái map này. Thì đã tới sắp tới Giáng sinh rồi, mình muốn có không khí Giáng sinh một chút ấy, nên mình sẽ tạo cái map tìm nút phiên bản Giáng sinh rồi các bạn chơi. Mình sẽ đọc cái luật lệ map nha các bạn. Đấy, luật lệ các bạn. Đâu rip block là các bạn không được phá block nha. Bạn chỉ được bấm vào một cái nút thôi. Đấy. Rồi, have fun là gì mình không biết các bạn. Và cái người chủ làm map tên kênh YouTube của anh ấy là Bridge-400 nha. Thì ok, để không dài dòng nữa. Ở đâu các bạn thấy cây thông Giáng sinh rất là đẹp luôn các bạn. Wow, một cái lò sưởi nữa các bạn ơi. Thì đến với map thì mình sẽ bấm đầu star đây nha các bạn. The Boston to Bridge. Cái này là gì các bạn? Không phải. Vậy là mình phải đi tìm một cái nút để bắt đầu hả các bạn? Ồ, phải không? Ồ. Thì ok, thì mình đã quay trở lại rồi các bạn ơi. Thì mình đã không giỏi tiếng Anh cho lắm và mình đã dịch cái câu này ra. Thì nó chỉ nói là mình sẽ tìm một cái nút bằng đá để bắt đầu nha các bạn. Giống như là cái đây là vòng 1 nha các bạn ơi. Ok, mình sẽ đi tìm cái nút đá nha. Rồi, trong đây có không các bạn ơi. Thì mình không giỏi trong cái việc mà chơi, lần đầu tiên mình chơi map ấy, nên mình cũng không biết. Đây. Đây các bạn, đây là các bạn. Mình sẽ ăn thử cái nút này nha các bạn. Đây. Đấy. Thì các bạn nhìn đây là bắt đầu level 1 nha. Ở đây, ở đây before Christmas. Wow. Đây là một cái cây Giáng sinh nha các bạn ơi. Wow, tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm những cái nút bằng đá nha. Đấy, thì em biết trong đây có hay không nha. Wow. Mình nghĩ là nó giấu đâu trong đây nè các bạn. Đấy. Đấy. Không có trong đây các bạn ơi. Hay là cái này ta. Đây, cái đây không phải, không phải. Mình nghĩ là mình sẽ chỉnh cái độ sáng lên một tí nha. Đấy, cho nó dễ tìm nút ấy mà. Wow. Thì cái nút này khó tìm các bạn ơi. Tại vì nó... Mình nghĩ là nó đâu... Có khi nào nó nằm ở trong đây không? Có bạn ơi. Thì mình sẽ qua chỗ nước này thử nha. Wow, khó tìm luôn các bạn ơi. Thì mình sẽ để cái link map này dưới phần mô tả cho các bạn chơi cùng với mình nha. Biết tìm ở đâu được các bạn. Mình sẽ lên đây thử. Trên đây biết có không? Thì mình sẽ bắt cua ở đây nha. Đấy. Đấy các bạn. Đấy, thì ra là nó nằm ở đây nè các bạn ơi. Thì ra mình phải bắt cua lên từ dưới đây bắt. Nhảy lên đây và tìm được cái nút. Ê. Ủa cái gì đó các bạn. Đấy, level 2 là Santa Lilith gì đấy các bạn. Mình không giỏi tiếng Anh lắm các bạn ơi. Thì nó cho mình một cái thế giới tiếng nè các bạn. Và mình phải bắt buộc đi tìm cái nút các bạn ơi. Thì nhân cái luật lệ chơi thì mình sẽ không được phá cái block nào hết đi nha các bạn. Đấy. Wow. Thì cái vòng này á, nhìn tiếc á, nó rất là mờ cái tầm nhìn luôn các bạn ơi. Nên rất là khó. Hello. Đấy, có những con bò các bạn ơi. Đấy. Mình sẽ tìm những cái nút nha. Đấy, tại sao không có gì trên đây nữa các bạn. Wow, thì đây là xe của ông già Noel đấy các bạn ơi. Phải không các bạn? Theo mình biết thì đây là một chiếc xe của ông già Noel này các bạn. Wow. Map này đầu tư nó hay cái dữ lắm các bạn ơi. Thì mình sẽ đi lòng vòng chỗ này có cái nút hay không. Đấy. Wow. Đấy.
Ê, ê, mình đã tìm thấy cái nút các bạn ơi, nó giấu kỹ lắm các bạn. Thì ra nó lọt xuống hố này nè. Mình rất là may mắn luôn các bạn ơi. Ê, wow, level 3 là mất ít kia. Đây là một cái căn nhà, wow, tuyệt vời các bạn ơi. Thì mình chắc là không có giỏi build ấy. Nếu mà mình build được căn nhà này chắc là tuyệt vời luôn. Wow, thì mình sẽ vào căn nhà thử cho các bạn xem nha. Đúng rồi, không khí Giáng sinh nha các bạn ơi. Mà đây là cái tivi nữa các bạn. Mình sẽ đi tìm cái nút nha. Đây là cái lò sưởi. Mình thường thường là thấy cái nút nó sẽ giấu những sao những cái hộp quà như thế này. Đấy, lần này là không có các bạn ơi. Không biết là nó có giấu trong cái dương hay không. Ê. Wow. Đây là quán kem các bạn, mình sẽ ăn một ít nha. Thì mình đói các bạn. Sẽ đi tìm cái nút ấy. Cái nút đâu ta? Có cái nào? Mình sẽ qua, ở ngoài đây thử nha. Ở khu vực bên ngoài thử phải có nút nó giấu qua đây không? Mình sợ nó giấu qua đây các bạn. Mình sẽ đi xung quanh đây. Đấy không, chắc mình sẽ vào nhà thôi các bạn. Lúc đầu nhờ. Ê. Ê. Ồ, dòng này rất là khó luôn các bạn ơi. Mình không thấy được cái nút này. Đi tìm những cái biết trên đây có nút hay không các bạn. Hey, map này khá là khó nha các bạn. Từ vòng 1, vòng 2 và vòng này rất là khó luôn. Không biết cái nút nằm ở đâu luôn ấy. Màu ta. Wow, lúc đâu vậy? Một căn nhà rất là hẹp gì luôn mà mình vẫn không thể tìm được cái nút. À, mình rất là lạnh các bạn ơi, mình sẽ mặc cái áo này vào. Ê, lúc đâu ta? Mình sẽ trùng xung quanh. Ê. Wow, có kiếm luôn ấy. Đây là cái nút, nhưng mà bắt buộc là phải nút màu đá, bằng đá các bạn ơi. Đâu nhờ. Khó thế nhờ. Thì cái vòng này rất là khó luôn các bạn. Mặc dù cái căn nhà rất là nhỏ nhưng mà mình vẫn không tìm được thấy cái nút ở đâu các bạn. Ấy. Ở dưới đây có không? Không có luôn các bạn. Hashire sori o kaze no you ni tsuki mihara wo padoru padoru. Giấu kỹ quá các bạn ơi. Đấy. Wow, cái nóc này khá là kỹ luôn ấy. Cái block này bị gì các bạn? Thì nếu bạn nào đã chơi qua cái map này rồi thì đừng quên để lại cái comment biết là cái nút đó nằm ở đâu các bạn ơi. Khá là khó luôn. Mình không thấy luôn ấy. Hay là mình phải ra tay và thử lần lại một lần nữa các bạn. Ê, có phần trên nữa các bạn. Nào, cách nào để lên trên đi các bạn.
Ê, ơi, không phải các bạn ơi, tưởng đâu có nước hết trơn. Lúc khá khó luôn các bạn. Thì ok mà nó trở lại các bạn ơi. Sau một thời gian nãy giờ mình tìm cũng khá là lâu luôn ấy, mình vẫn không thấy nước. Mình nghĩ là trong nhà này nó không có đâu các bạn ơi. Thì cái nút này nó giấu kỹ, đúng kỹ luôn ấy. Mình đã ăn sắp hết cái bánh kem mà vẫn không thấy được cái nút các bạn. Có lẽ nào nó giấu ở đây luôn. Nãy giờ mình đi vào ra vào đây rất là nhiều lần rồi vẫn không thấy các bạn ơi. Tới đây là đã hết rồi các bạn. Ôi. Ê. Cái gì các bạn ơi? Wow. Ê. Cái nút rồi các bạn. Yeah. Wow. Thì nó giấu ở đây các bạn ơi, cứu lừa hết các bạn. Nó xây một cái căn nhà như thế này để lừa chúng ta thôi mà. Thật sự là nó giấu cái nút ở ngoài cái căn nhà các bạn ơi. Mình sẽ bấm ba vòng nha các bạn. Ấy. Trời ơi. Thì ok, thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Thì cái map thử thách tìm nút trong phiên bản treatment là phiên bản giấy sinh nha, đến đây là kết thúc nha các bạn. Thì cái map này rất là dễ, chỉ có 4 vòng thôi. Ồ, chứ vẫn vẹn 4 hay 4 vòng thôi các bạn ơi. Nhưng mà cái vòng thứ 3 rất là khó luôn, không thể nào tìm được cái nút ấy. Thì bạn nào muốn chơi cái map này thì mình sẽ để link ở phần dưới phần mô tả nha các bạn. Thì trước khi kết thúc video thì mình mong các bạn đã lại cho mình một like, một đăng ký và đặc biệt là chia sẻ của mình video của mình lên nha. Thì ok, xin chào các bạn, chào các bạn một ngày tốt lành.